Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang truyền hình địa phương của huyện Bắc Nẵm. Chương trình hôm nay có những nội dung sau. Huyện Bắc Nẵm đảm bảo hoạt động trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Sôi nổi các hoạt động trong tháng thanh niên ở Bắc Nẵm. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong những ngày gần đây, các ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Bắc Nẵm liên tục tăng nhanh. Đặc biệt, nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn cũng đã bị nhiễm bệnh, gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động chuyên môn. Do đó, huyện Bắc Nẵm đang tích cực chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nhằm vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo xử lý công việc chuyên môn, nghiệp vụ. Ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình. Những ngày này, các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn huyện Bắc Nẵm đang tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại nơi làm việc. Tùy vào chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc của từng bộ phận, các cơ quan ban ngành đoàn thể sẽ bố trí cán bộ làm việc phù hợp, hoặc khi cần trao đổi công việc, lãnh đạo và các bộ phận có thể trao đổi trực tiếp qua điện thoại, qua thư điện tử hoặc Zalo nhóm. Nhờ vậy, công việc vẫn được đảm bảo, hạn chế tập trung đông người. Đối với cán bộ công chức của địa phương thì cho đến giờ phút này là có 5 trên 19 ca là F0, chủ yếu là các công chức. Đối với cán bộ công chức, chúng tôi ở đây là đối với F1 thì vẫn cho đi làm bình thường, mà tuy nhiên phải thực hiện theo cái thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khai báo, rồi khoảng cách, không tập trung đông người. Đây là tuyệt đối là cán bộ công chức là phải thực hiện tốt cái điều này. Song song với đó, mỗi cán bộ công chức, viên chức, người lao động cũng luôn nêu cao ý thức phòng chống dịch, thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế, chủ động trang bị đầy đủ phương tiện, vật tư phòng chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan y tế và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách làm việc đối với cán bộ, nhân viên cũng như người dân khi đến liên hệ giải quyết công việc. Ủy ban nhân dân huyện cũng yêu cầu các cơ quan dừng tổ chức các cuộc hội họp không cần thiết, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để trao đổi công việc. Huyện Bắc Nẵm cũng đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể của huyện và các xã chủ động linh hoạt bố trí cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc, đặc biệt là tại các bộ phận tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính công. Và huyện cũng tiếp tục chỉ đạo tăng cường thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch tại cơ quan, đơn vị và tại địa phương các xã. Bên cạnh đó, nhiều cơ quan đơn vị cũng chủ động bố trí khu vực cách ly cho cán bộ, nhân viên là F1 ngay tại cơ quan, công sở, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa giúp xử lý kịp thời các công việc chuyên môn khi cần thiết. Đồng thời sắp xếp bố trí người làm việc thay thế kịp thời, phù hợp với từng bộ phận, nội dung chuyên môn, không để công việc tồn đọng, kéo dài. Để có thể vừa thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 mà vẫn tổ chức thực hiện các cái nhiệm vụ được giao, thì đối với lại cơ quan Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện thì vẫn thực hiện cái tốt các cái quy định về 5K như là đeo khẩu trang, thì không tụ tập đông người. Những cái đồng chí mà bị thì sẽ đi cách ly điều trị, còn đối với những đồng chí mà đã hết thời gian cách ly điều trị thì đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất để có thể làm việc tại nhà, không bị gián đoạn các nhiệm vụ trong quá trình thực hiện, và đặc biệt là làm tốt cái công tác vệ sinh khử khuẩn tại cơ quan đơn vị. Bằng những giải pháp cụ thể, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, mỗi cơ quan đơn vị của huyện Bắc Nẵm đang nỗ lực vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo duy trì hoạt động để góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh hiện nay. Thưa quý vị, trong những ngày này, các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2022 đã và đang được các cấp đoàn trên địa bàn huyện Bắc Nẵm triển khai đồng loạt, tạo không khí thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của lực lượng thanh niên, góp phần tham gia xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn, tham gia phát triển kinh tế xã hội. Với chủ đề tuổi trẻ sáng tạo, trong Tháng Thanh niên năm 2022, huyện đoàn Bắc Nẵm đã tập trung chỉ đạo các cơ sở đoàn chú trọng công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên. Phát huy vai trò xung kích tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc ứng dụng công nghệ mới, tham gia vào quá trình thực hiện chuyển đổi số, vận động hỗ trợ đoàn viên thanh niên đăng ký, đảm nhận và triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án gắn với nhiệm vụ chuyên môn và phục vụ nhu cầu đời sống dân sinh. Xung kích đảm nhận, tổ chức thực hiện các công trình, phần việc theo các khối, đối tượng thanh niên.
các hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên đã được tổ chức rộng khắp ở các cấp bộ đoàn, từ huyện đến cơ sở, tạo phong trào thi đua sôi nổi cho tuổi trẻ trên địa bàn. Hưởng ứng tháng thanh niên, Ban Thường vụ huyện đoàn chúng tôi đã xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung hoạt động trong tháng thanh niên phù hợp với điều kiện của địa phương đơn vị, tập trung triển khai các công trình phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, làm mới đường giao thông nông thôn, triển khai xây dựng nhiều công trình thắp sáng đường quê, xây dựng các điểm vui chơi cho thiếu nhi tại các xã trên địa bàn khó khăn. Tháng thanh niên được coi là tháng trọng tâm trong chương trình công tác hàng năm của tổ chức đoàn. Vì vậy, huyện đoàn Bắc Nạm đã xây dựng kế hoạch để tổ chức các hoạt động trong tháng thanh niên, chỉ đạo các cơ sở đoàn đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới. Theo đó, nhiều hoạt động đã được thực hiện trong ngày cao điểm như xây dựng 3 công trình thắp sáng đường quê với tổng chiều dài hơn 3,5 km, trị giá trên 74 triệu đồng, xây dựng cổng chào khu dân cư thôn Nà Án, xã Xuân La, trị giá 5 triệu đồng, đổ bê tông sân nhà văn hóa bản Nghè, xã Cổ Linh, trị giá 14 triệu đồng, lắp đặt tặng sân chơi cho em tại điểm trường Trẻ Pang, xã Cao Tân, trị giá 3,5 triệu đồng, trồng mới 3 tuyến đường hoa tại các xã Nghiên Loan, Bằng Thành, Giáo Hiệu, đồng loạt tổ chức gia quân ngày Chủ nhật xanh với các hoạt động quét dọn, thu gom rác thải nhựa tại khu vực tổ chức lễ hội Mù Là, xã Cổ Linh, trồng mới vườn cây thanh niên, thu gom rác thải nhựa tại khu vực sông suối, xây dựng sân bóng truyền hơi tại xã Nhạn Môn, trị giá hơn 9 triệu đồng, xây dựng cổng chào khu dân cư thôn Nà Hoi, xã Bộc Bố, trị giá 5 triệu đồng, quét dọn 2 nhà văn hóa thôn để làm khu cách ly điều trị COVID-19 tại các xã An Thắng và Bằng Thành. Hưởng ứng tháng thanh niên thì Ban chấp hành đoàn xã Giáo Hiệu đã thực hiện những công trình phần việc cụ thể như là xây dựng một tuyến đường thắp sáng đường quê bằng bóng năng lượng mặt trời và ra quân hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh, tổ chức quét dọn khu trung tâm, sân trung tâm và khu nhà văn hóa, rồi các điểm các nhà văn hóa thôn. Mặc dù vậy, với đặc thù là huyện vùng cao, đời sống của đại bộ phận thanh niên còn nhiều khó khăn. Các chi đoàn nông thôn, nhất là các chi đoàn vùng cao rất khó thực hiện các công trình, các mô hình thanh niên vì không có nguồn kinh phí. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 hạn chế tập trung đông người nên đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc tổ chức các hoạt động tình nguyện ở cơ sở. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch như vậy thì đoàn xã cũng đã hạn chế một số cái hoạt động như các hoạt động đông người, như hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao thì không được diễn ra theo kế hoạch, và quy mô hoạt động thì đoàn xã đã chủ động giảm quy mô hoạt động. Những kết quả đạt được là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, sự năng động và quyết tâm cao của các tổ chức cơ sở đoàn và đoàn viên thanh niên trong toàn huyện. Tin tưởng rằng không chỉ trong tháng thanh niên mà trong thời gian tới, các hoạt động thiết thực của đoàn thanh niên ở Bắc Nạm sẽ thu được kết quả tốt, có sức lan tỏa sâu rộng và tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp. Thời lượng dành cho trang truyền hình địa phương của huyện Bắc Nạm ngày hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả.